Mạnh Tiến xin kính chào anh chị và các bạn. Thì ở cái video ngày hôm nay thì mình sẽ nói các bạn một cái điều nó rất là đơn giản như thế này. Hôm nay mình sẽ giải quyết vấn đề với các bạn là những người mà không phải bỏ ra hàng chục triệu đồng đấy để mua những dàn thu âm livestream karaoke, hay là 5 đến 10 triệu đồng để livestream ở trên Facebook Bigo có một hình ảnh đẹp đến người xem và quý vị xem những cái dàn karaoke xịn sò, mic thu âm xịn sò ở trên mạng mà các bạn nhìn thấy tất kể cả các ca sĩ nào đều có chuyên nghiệp, ví dụ như ca sĩ nổi tiếng như anh Tuấn Hưng nè, mấy anh nổi tiếng như anh mấy như cô là Mạc Tử gì đấy ở Trung Quốc đấy. Đấy thì hôm nay mình sẽ thử cho các bạn, hay là cái cô gì Cao Kỳ Duyên hay sử dụng cái mic, thì hôm nay mình có một phân khúc rất là đẹp và rẻ. Hôm nay mình sẽ kết hợp sao cả K500 và mic Pro Max 79 với giá siêu khuyến mãi 1.999.000 đồng. Thì bây giờ mời các bạn khám phá. Đây, mời anh video, anh quay video quay về đây. Đấy, cái mic karaoke rất xịn sò, hộp sắt này. Đấy. Chỉ đầu với mic thôi nhá. Giá này là giá siêu khuyến mãi đấy, đang dịch Covid đấy, mở ra. Rồi. Cứ như là một vali mỹ phẩm quần áo ấy. Đấy, bên trong sách hướng dẫn sử dụng nhà sản xuất này. Chiếc mic đáng chờ đợi nhất của chúng ta ở đây. Cầm rất là chắc tay và xịn sò. Rất chắc chắc tay và xịn sò. Đấy. Ở đây, bên cạnh mình sẽ cho các bạn xem luôn. Đây, các bạn ạ. Đây cái mic AT100. Mic AT100 các bạn hay hát đấy. Cái này là mic con, cái này mic bố, nó to gấp đôi, gấp 3 lần luôn. Này vứt ra đây bị. Đấy, được chưa? Điều đáng mà chờ đợi nhất ở đây là gì? Rồi. Bông lọc mic thì mic nào cũng có rồi. Chiếc xét màu. Huyền thoại. Huyền thoại. Đây, bây giờ mình sẽ kết nối với cái một cái chân đứng mic hôm nay để mình làm cái video là ngẫu hứng để chia sẻ với anh em. Đây, video ngẫu hứng để chia sẻ với em. Đây thì ở cái xét màu này thì anh em nhà mình đây, cái này mình chỉ cần cắm vào đây thôi, đây này. Cắm vào đây thì anh em nhà mình cần một cái lỗ ốc ở đây. Thì cái đây trên tay mình đây. Ở cái mic này nó đã có sẵn rồi. Đấy. Các bạn xoáy vào đây, đấy để mình thử các bạn. Xoáy vào đây, đấy. Hơi run các bạn ạ. Lâu lắm em không làm video. Anh em xem đến đoạn này thì nhớ like và chia sẻ ủng hộ nhá các bạn nhá. Đây mình sẽ cắm vào. Đây một chân đứng mic bình thường thôi. Nhìn rất là giản dị. Đây mình thử luôn. Ở trên cái thân mic này còn quấn đầy băng keo các bạn ạ. Đấy. Đấy băng keo. Đấy, mình quay mình quấn vào đây cho các bạn xem nhá. Đây, tạm thời như này đã. Đây. Được chưa? Đây, mình sẽ siết chặt nó vào. Cho cái cây mic Max 79 này lên, được chưa? Tại vì cái chân này nó cũng già cỗi yếu lắm rồi, mình quấn mấy lần băng dính nhá. Nhưng mà cái tận dụng để làm cho anh em. Đây. Đây, mời các anh em chiến em nó, thịt em nó. Tuyệt vời chưa? Thế này mà ngồi quay Gutacam lên này, hay là quay những cái video đình đám lên các bạn chỉnh sửa này. Trời ơi. Đẳng cấp chưa? Đấy. Cất cái này sang bên nhá. Bây giờ mình sẽ cắm thử mic vào cái sao cạc K500 này. Sao cạc rẻ mà. Không cần màu mè nhiều làm gì cả. Giờ mình sẽ cắm mic vào. Các bạn nhìn xem có chuyên nghiệp không? Giống một ca sĩ không? Chuẩn bị được hát rồi đây. Đây. Rồi. Việc còn lại đeo tai phone chuẩn bị kiểm nghiệm âm thanh. Đấy. Sao cạc không cần đắt tiền. Không cần đắt tiền. Đấy. Rẻ tiền thôi, nhưng mic đẹp. Chơi được. Đẹp chưa? Anh em thấy đẹp chưa? Đấy. Để mình đeo tai phone vào này. Alo thử. Alo 6712. Đấy, bây giờ mình sẽ cắm thử cái dây livestream này vào để các bạn nghe xem chất lượng. Âm thanh con này nó hay không nhá. Đây là cái dây livestream. Rồi mình sẽ cắm. Bạn nào mà dùng iPhone X thì nhớ sử dụng cái dây line này các bạn nhá. Rồi, bây giờ mình sẽ thử mở nhạc. Kết nối Bluetooth hát thử con mic. Đấy, thưa quý vị anh chị, thì bây giờ mình sẽ đây, các bạn nghe thấy mic bắt tốt không? Alo 67, bây giờ mình sẽ thử mở nhạc lên nhá. Mở nhạc lên. Rồi ok. Các bạn thấy mic bắt tốt không? Đấy, trông chuyên nghiệp không? Đấy như này mà lên hình nhá, các bạn idol Bigo này làm TikTok này chấm mic cục tịch luôn, mic này con này cực kỳ hay. Bây giờ mình sẽ hát thử một bài nhạc trẻ karaoke đi. Lê Bảo Bình nhá, Lê Bảo Bình karaoke. Lê Bảo Bình karaoke xem ra bài gì đây. Dưới mic karaoke đi. Đấy cái video này. Các bạn nhìn đẹp không? Tất cả những các bạn gái nào mà tôi khẳng định mà sử dụng cái bộ này là đều đẹp luôn, lên hình đều đẹp hết. Alo 67. Alo. Lê 12, đây đang chế độ MC rồi. Alo, Lê. Lê 12. Để các bạn nghe thấy chất lượng âm thanh ok không? Mic ok không? Nhạc ok
vời luôn. Mình hát thì cũng hay lắm. Là anh luôn ôm chặt em lúc là gì, giữ chặt em lúc lẻ không buông tay, để cho anh khóc thêm một lần nữa rồi, thêm một lần nữa rồi ta cũng rời xa. Là đâu là sai từ ngày lúc đầu. À thưa quý vị, mình hát bài này nó không hay, để mình hát bài nhạc khác, bài khác đi. Đây mình hát một bài nhạc remix khác đi. Alo 67 123456. À đây 67, nghe tiếng hay ôi. Nhạc lên đấy. À đây. Mang lối sầu lìa xa tâm. Đây đang thử tiếng mic các bạn, nghe thấy tiếng mic bắt không? Mic rất là xa luôn, các bạn nhìn thấy có đẹp không? Mình thử hát thôi. Yeah. Buồn làm chị em mới, hết duyên phần cũng lỡ rồi. Ngỡ trên mình bên lỡ, ai ngờ lại xa cách nhau. Đấy ok chưa? Okay. Đấy các bạn thấy hay thì nhớ chuôn cho một phát. Đấy vừa rồi là mình đã thử một cái bộ combo mình đang siêu khuyến mãi trong dịch Covid như thế này. Giá khuyến mãi cho anh chị em, đây mình tắt vang đi nhá. Giá khuyến mãi cho anh chị em chỉ 1.999.000 đồng, gồm một mic Mark 79 này và sao cạc K500. Như vậy là mình đã đủ để đam mê, đủ để yêu âm nhạc, đủ để chơi tới bến nhà anh em ạ. Được chưa? Những bạn nào cần làm hình, làm màu, làm mè để mà chơi hát âm thanh ok vừa đủ thì hãy lên ngay mua ngay cái bộ như thế này. Theo Mạnh Tín khuyên không phải bỏ ra 50 triệu làm gì cả. Đây, như này đã đủ để chơi rồi. Tầng cỡ trung bình mình vừa tiền mình chơi này là hợp lý các bạn ạ. Nếu các bạn thấy video này hay, bổ ích thì nhớ cho Mạnh Tín xin một like và một chia sẻ. Xin chào.